thoải mái. Tại chuyện từ sau anh chở con trâu này qua bên chỗ phòng bên chỗ quanh đường tài. Ngày mai sợ thời gian anh rảnh chiều tối đi làm. Chủ nhật cũng gần á. Mấy điện mấy giờ đó chuyện rảnh thì chuyện chạy qua đó ông anh chở không lợi. Được không? Được. Hả? Mà mai không làm á, mai có làm không? Mai anh có đi làm nữa mà. Thì em chạy qua đây với thường mà. Chiều quá, không được mà. Mày luôn cái mặt mẹ ta. Mỗi lần xăm em mày cũng đưa ra nhà. Nên tại biết mai tại biết đây mà phải không? Biết đấy. Cả 5 giờ anh qua đây hả? Dạ. Chắc nha, để em hẹn người ta nữa. Rồi rồi. Hàng nó nhỏ thế. Sao nó xuống nghe. Có mấy ghế mà nhọt nghe đã buồn sao. Sao ở phòng này nói vậy? Bởi tôi đang là vậy có người hỏi xăm mà hỏi tiệm ở đâu. Nói xăm di động bên đây không? Không tiệm, nó đâu đến xăm. Ý là nó á nè, nó con mọn ha. Dạ. Yeah.